D cho các bạn hai đường thẳng D1 có phương trình, D2 có phương trình. Câu A yêu cầu các bạn chứng minh hai đường thẳng này cắt nhau, nó liên quan tới vị trí tương đối. Giữa hai đường thẳng. Và sau đó chứng minh nó cắt xong, để yêu cầu các bạn viết phương trình của mặt phẳng chứa hai thằng này. Vậy thầy sẽ xử lý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, vị trí tương đối. Vậy thì các bạn dùng kiến thức về vị trí tương đối để xử lý. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng thì các bạn có các cái vị trí. Mở sách ra và xem, hoặc là những cái bài mà thầy đã giải thích, các bạn xem lại. Cách đơn giản nhất đó là cách ta xài đúng theo kiến thức, đó là ta sẽ đi tính cái tích có hướng giữa A1 và A2, lấy tích có hướng giữa hai vector này nhân với vô hướng của M1, M2, xử lý cái tích hỗn tạp này. A1, A2 là gì? Là vector chỉ phương của từng đường. Còn M1, M2 lấy đâu ra? M1 thuộc đường D1, M2 thuộc đường D2. Và với điều kiện cái tích có hướng này, nếu nó bằng không thì khi đó hai đường này được gọi là cắt nhau. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là ta sẽ xử lý theo chọn. Nếu giả sử ta biết nó cắt rồi và ta cần tìm luôn giao điểm thì thường thầy hay giải quyết như thế này. Các bạn cho, tạm gọi là cho x1 bằng x2 và y1 bằng với y2, thì các bạn sẽ tạo ra được một cái hệ bao gồm theo trong bài của bạn là t với s, đây vẫn là ẩn t và ẩn lẫn s, hoặc là người ta sẽ là ẩn t và ẩn là t phẩy, vậy tức là trên lý thuyết các bạn sẽ giải ra được t và t phẩy, hoặc là hiểu là s trong đó đó. Vậy sau khi các bạn có hai thằng này, sau đó các bạn sẽ thay vào z để các bạn được z1 và được z2. Nếu hai cái z này bằng nhau thì khi đó nó cắt, còn nếu không bằng thì nó không cắt. Giờ khi đó các bạn sẽ xác định ra được chính xác cái tọa độ giao điểm của hai đường thẳng. Giờ là xử lý cho các bạn xong. Rồi, và đề nó còn yêu cầu các bạn thêm một điều nữa, đó là các bạn đi viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng. Câu còn lại. Vậy khi hai thằng đó đã cắt nhau rồi, vậy thì bây giờ ta viết cái mặt phẳng chứa tụi nó. Đây là đề yêu cầu viết cái mặt phẳng B chứa hai đường. Đây, đường D1, đường D2. Đó, giả sử đề yêu cầu cái này. Vậy bây giờ hiểu nôm na để viết thì một mặt phẳng, các bạn nhớ giùm thầy, nó cần có cái gì? Điểm và vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến đơn giản nhất đó là thế này, các bạn sẽ thấy vector pháp tuyến NB. Vector này như thế nào với hai đường thẳng các bạn? Vuông góc. Vậy rõ ràng N vuông góc với vector A1 và N vuông góc với vector A2. Vậy một vector vuông góc với hai vector ban đầu nó sẽ được tính bằng tích có hướng giữa hai vector đó. Vậy coi như pháp tuyến xử lý. Còn điểm lấy đâu ra? Thường thì các bạn sẽ hay chọn vô giao điểm, nhưng thưa rằng đừng chọn đây. Lỡ tính giao điểm sai thì bài này banh hết. Chọn điểm rất đơn giản, lấy bất kỳ một điểm nào đó M1 thuộc D1 cũng được, hoặc nó thuộc D2 cũng được. Điểm đủ rồi. Đừng lấy giao điểm nha. Lấy giao điểm ra đây tính sai là đi đấy. Cẩn thận nha. Vậy ta lấy điểm M. Có điểm, có vector pháp tuyến N, lúc nãy mới đã nói giải quyết được bài toán. Chúc các bạn thành công.